đơn vị chức năng, các địa phương xây dựng các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình Việt Gáp, nuôi tôm số bán thâm canh. Các mô hình này đều đem lại hiệu quả cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo các tiêu chí Việt Gáp và phát triển bền vững. Để giúp bà con và các bạn, đặc biệt là những hộ nuôi tôm có được thông tin kỹ thuật về cách nuôi tôm công nghệ cao, chương trình Chuyên gia của bạn phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Hello, em xin chào tất cả các bác. Em giới thiệu một chiếc đài của Đức nha. Chiếc này vừa sử dụng pin và sử dụng điện 2.2. Chiếc này toàn bộ zin nguyên bản, đẹp, hát tốt hết nha các bác. Nút màu đỏ này là nút tắt nguồn và mở nguồn. Bên đây là FM. Cái này là 2, 4, 5 băng. Em đang sử dụng điện 2.2. Đài to gõ nha các bác. Đây là volume, đây là chỉnh tông. Còn cái nấm phía sau này để mình dò đài đó. Giờ em test sơ cho các bác xem nha. Tôm có hiệu quả một cách lâu dài, bền vững và an toàn với môi trường. Thực tế ở Hải Phòng đã cho thấy điều này. Mời bà con và các bạn. Mùa miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Toàn bộ là hát tốt nha các bác. Bác nào thích thì cứ alo trực tiếp em nha. Em xin kết thúc video, chào tất cả các bác.